Con thấy là con này này, khi mình tiếp tục này, đấy, thấy chưa? Rất là nguy hiểm. Chào em ấy vào làm. Em cũng cô ấy vâng, thưa bà con, hôm nay tôi trong buổi tiết thì bà con một cái đường đưa thuốc vào cơ thể nữa. Chứ là như cái trước tôi nói là đường đưa thuốc vào cơ thể nó có mấy con đường, và tùy theo cái tính chất thuốc, tùy theo cái mục đích điều trị mà người ta có các cái con đường đưa thuốc khác nhau. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bà con một cái con đường đưa thuốc thứ hai, đó là con đường cho uống, hay còn gọi là đi qua cái đường tiêu hóa. Và trong quá trình đưa thuốc vào cho cơ thể thì làm như thế nào chúng ta phải hạn chế hoặc là không xảy ra những cái tai biến đối với vật nuôi, và đồng thời là cũng không gây nên những cái ảnh hưởng đối với người đưa thuốc hoặc là người tác động thuốc. Và hôm nay tôi trao đổi cụ thể với bà con cái đường đưa thuốc vào cơ thể bằng con đường uống đối với chó. Chúng ta sẽ dùng banh kẹp, chúng ta kẹp cái viên thuốc đó lại, và sau đó chúng ta tiến hành. Thế vậy thì khi tiến hành là người giữ chó phải giữ với cái tư thế như vừa trước mà tôi giới thiệu đối với bà con, và sau đó nhá, và sau đó là chúng ta sẽ gì cố định cái hàm của con chó đó, cố định cái hàm con chó đây, chúng ta sẽ cố định nhá. Em có khi em vừa ấy em đi hàm ở dưới thì em quen như thế này. Đấy, như vậy là cái việc mà tác động thuốc vào cơ thể cũng mặc dù không tiêm nhưng mà bằng cho uống thì cũng đã thấy cũng rất là khó khăn và phức tạp, cho nên chúng ta phải lựa theo cái xu hướng là con vật giữ hay là con vật là không giữ, để chúng ta làm thế nào để giảm những cái tác động stress đối với con vật. Và con thấy ví dụ con chó này, chúng ta thấy là con vật là cũng là tương đối, mà khi tác động vào nó bình thường không sao, nhưng khi tác động mạnh vào nó thì nó sẽ có những cái phản ứng đó. Rồi thì là ta sẽ nhẹ nhàng cho tác động vào. Thấy không? Lúc đầu mới tác động không xa, nhưng khi mà tác động vào rồi và sau đó chúng ta tiếp động tiếp thì là con vật cũng có những cái phản ứng đó, có phản ứng rất là mạnh, nên là khi mà điều trị là chúng ta cũng vẫn rất là cần phải lưu ý. Nếu như trong trường hợp tiêm chẳng hạn thì bắt buộc phải có dò mõm, nhưng trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cho uống thì không thể dò mõm nó nào được, cho nên là chúng ta phải làm như thế nào đó để thì giữ cái sự là yên tĩnh và nhẹ nhàng để cho con vật không sợ hãi và không có những cái phản ứng mạnh. Lúc đầu thì nó không có vấn đề gì, nhưng lúc sau thì chúng ta thấy không? Để làm nhá. Wow. Em ấy vào hàm. Wow. Em cũng ấy vào hàm luôn đấy. Thế xong rồi. Con thấy là con này này, khi mà tiếp tục này. Đấy, thấy chưa? Vậy chúng ta thấy là rất là nguy hiểm. Thì tất nhiên là nếu mà những con khó thì chúng ta phải cố định chặt, cố định đấy, nhưng mà thôi đấy thì chúng ta để cho bà con thấy là theo từng đối tượng, nếu mà những con khó mà chúng ta thấy có thể là chúng ta thay đổi cái con khác, để đây là cái việc mà chỉ dẫn cho bà con biết được, cho nên là cái việc mà tác động thì phải nói là nhẹ nhàng, và cho nên chúng tôi có thể thay đối tượng cho các bạn. Thì đây là cái con khác, và con vi phạm nó nhiều hơn, thì cái việc mà đưa kẹp thuốc vào quanh đẹp và sau đó là tác động vào cho con vật, thì đây em giữ này nha, ta đưa này nha, và sau khi ấy ta đưa lại vào trong bên trong. Đấy, cái đây rưỡi thì nó sẽ nhảy ra rất là nhanh và tác động thuốc là không có hiệu quả. Nhưng trong trường hợp đây chúng ta sẽ đưa sâu vào trong. Nói chung là khi mà cho uống ở cái dạng
viên ấy thì nó rất là khó, nó khó hơn là đối với cái dạng dung dịch. Đã khi mà chúng ta xong thì chúng ta sẽ vẫn xảy ra cái tương lốc. Nó vẫn nhẹ ra, cho nên là khi mà không đưa vào trong lốc lưỡi của nó thì không được. Rồi đấy, thì khi mà chúng ta ấy thì đấy, thấy nó nhướng lưỡi lên trên hàm, trên miệng là thành công nhé. Thì vậy là chúng ta thấy là khi việc mà cho uống thuốc đặc biệt là dưới dạng viên thì chúng ta thấy là cũng là phức tạp hơn là đối với dạng dung dịch. Thì đấy là cái pháp thứ nhất là dưới dạng viên. Rồi thì anh có thể lấy con khác.